山顶下街上要不能够送女儿的挂结水爱的红光大会几点半把我为谁不能有的爱我这位路数给大姑你随女爱谁黑脸的道床咖啡水姑Đấy rồi. Lúc đầu ta? Em. Cái nút không thấy. Em mắc nợ anh hay gì ấy. Không có cái mũ mà cũng không cởi được nữa. Mắc nợ hả? Trả nè. Ngủ tôi ngủ. Mày có ngủ không mà quên? Ý mày là sao? Thì hôm qua mày đi với cả anh Minh thì... Mệt mày ghê luôn á. Gì đây? Tay mày sao đấy? À, tay tao bị chạy xíu thôi, không có gì đó. Tao đánh mấy thứ cần đánh mà. Sao? Giấu bạn với bè đúng không? Gì? Hôm qua đi ăn với idol nổi tiếng mình ăn quán cóc. Trong khi tao muốn đi ăn nhà hàng muốn chết luôn, không cho nè. Ôi sướng gì đâu mày ơi. À đấy, mày nhắc mày nhớ. Tao phải đòi tiền mới được. Mày sao vậy? Sao mày chứ rồi? Sao mày tao không? Nghiệp buộc mày. Nghiệp quật mày tới nơi rồi này. À, nãy giờ Nam nghe là thấy cũng ok á. Thôi mình cứ vậy mà chuyện nha. Linh đã nói cái gì đâu mà Nam ok. Nam là mưa tập trung hơn một chút được không? Đây là kế hoạch comeback của Nam chứ không phải của Linh. Bây giờ Linh nói đi, Nam nghe nè. Đêm qua Nam đi đâu? Tại sao bản kế hoạch Phúc nhờ Nam đưa cho Linh? Linh không thấy. Tốt nhất Nam đừng qua lại với loại người đấy nữa. Không tốt cho hình ảnh của Nam đâu. Bây giờ không lẽ Nam làm cái gì, Nam đi đâu hay đi với ai cũng phải nói cho Linh biết hả? Đúng. Linh là quản lý của Nam, Linh có quyền được biết. Nếu Nam không muốn bị kiểm soát, đừng vào công ty giải trí làm gì nữa. Chỉ với một hành động nhỏ của Nam thôi, tất cả những người ở đây có thể bị mất việc đấy. Dừng cuộc họp tại đây đi. Mắng gì mắng dữ vậy trời. Mắng tao muốn văng cục đàn ông ra ngoài luôn mày. Sợ phụ nữ quá. Thôi, đi cà phê tí cho khuây khỏa đi. Ừ, đi. À, đưa cái này cho Hà giúp tao. Đưa cho Hà á? Ủa? Bây giờ mày là trợ lý hay tao là trợ lý vậy? Tại mày chứ ai? Tại mày rồi, mắt tao thâm như này này. Bây giờ tao còn bén mảng sang nữa, mắt còn lại không lành lặn nữa đâu. Với cả đang giờ làm việc, mày không thấy bà Linh giận tím một người như thế à? Ừ. Thôi bỏ chuyện đó đi. Nhưng mà nay tao thấy mày cũng phải đầu tư phết đó nha. Ai cho mày xem. Với cả lâu lắm tao không thấy mày cười tươi như thế. Qua đó đi. Alo, dạ con nghe mẹ ơi. Lần nào thì con về nhà được. Ba con yếu lắm rồi. Về đi con, về thăm ba đi. Dạ. Nhưng mà ba có muốn gặp con không? Có,
cần con hứa với ổng á là con sẽ tiếp quản tiệm bánh thôi. Như vậy sao mà được mẹ? Hứa thôi mà, với ổng yên lòng để tao hết bệnh. Không được, có công ty hứa mà không làm được mẹ. Đâu đây? Nó trông mặt cứ như là bánh đa nhúng nước thế. Sao còn cầm quà cáp gì nhỉ? Của ai đây? Cái này á là quà của tỏ tình bị bồ đá đúng không? Ôi trời. Nhìn mặt là biết là bị bồ đá rồi. Không có gì. Căng đây. Có chuyện gì đây? Không có gì. Không có gì mà lại lang thang một mình à? Trời thì sắp mưa nữa. Đừng có nói là anh định dầm mưa đó nha. Anh thích. Sở thích gì mà lạ thế? Bộ nhỏ không thích tắm mưa hả? Thì đấy, trẻ con thích tắm mưa bởi vì chúng nó cảm thấy vui. Còn một khi người lớn tắm mưa thì chắc chắn là người lớn đang có tâm sự rồi. Sao? Không gì hết đâu. Không có gì. Không sao hết. Anh nghĩ em là trẻ con 3 tuổi mà tin mấy cái lời anh nói. Rồi sao? Em quan tâm anh làm gì? Thì anh là khách hàng VIP của quán em. Anh mua cà phê, mua bánh mỗi ngày. Thì em phải quan tâm anh hơn các khách hàng khác rồi. Sao tự dưng đang đi lại dừng lại thế? Xin lỗi. Đi tiếp này được chưa? Sao là anh rồi tự nhiên dừng lại vậy? Đến nhà em rồi. Anh gọi xe về cẩn thận nha. Nếu mà về nhà vẫn còn muốn tâm sự thì call me maybe. Bye bye. Anh cảm ơn nha. Mới có 2 ngày thôi mà cứu anh 2 lần rồi đó. Lấy đâu ra? Qua ngày mới rồi mà. Ngày mới á? Trời, trễ vậy rồi hả? Ừ. Mà trời mưa đấy, anh bốc ô tô về đi. Không là anh ốm, em cũng ốm đòn luôn á. Sợ chắc giờ chắc không có xe luôn quá à. Chắc là không đặt được xe rồi. Hay là anh ngồi chờ một chút, lát nữa em chờ anh về. Chắc phải vậy quá. Bây giờ xe con đâu bút được đâu. Chắc tầm 15 phút nữa là hết mưa ấy mà. Anh có muốn uống gì không? Để em pha cacao nhá. Xin chào. Thế là em đã giúp anh 2 lần rồi đấy. Bây giờ anh giúp em lại một việc được không? Sao á? Thì bây giờ anh kể cho em nghe đi, vì sao mà anh lại đi lang thang một mình. Bây giờ anh kể cho em nghe rồi thì là em giúp anh mà. Có phải anh giúp em đâu? Đâu, là anh giúp em chứ. Bởi vì nếu như mà anh kể cho em thì em sẽ có cớ để nói chuyện với cả. Với ai á? Với fan ruột của anh ấy. Cái người mà khiến em phải cất công xin chữ ký của anh đó. Nhịp tim ngày một tăng nhanh, tâm trạng tụt đau. Rồi, được rồi, anh kể. It's you! Đấy, mời nước suối không thích uống, mà cứ phải thích uống nước chè trên phường mới chịu. Kể đi. Tại sao không học bài? Ăn rồi cứ cấu đầu vô trong cái tivi, coi ca nhạc rồi nhún nha nhún nhảy. Bước qua học bài. Coi chừng ba đó.
tại sao cứ đàn ca hát sướng hoài vậy? Đưa cái đàn cho ba. Thi cử tới nơi rồi kìa, đi học bài. Ê ba, ba thử miếng bánh nha ba. Mày cãi lời tao á thì mày đi luôn đi, đừng quay về đây nữa, biết chưa? Đồ con mất dạy, mất hiểu. Đi ra khỏi nhà tao đi. Nam, con đừng có đi mà. Bà làm cái gì vậy? Đi vô. Bậy nó. Anh còn bố mẹ thì nên biết trân trọng. Thời gian họ bên cạnh chúng ta không còn nhiều đâu. Nhưng mà anh băn khoăn chuyện này nãy giờ, không biết có nên nói không nữa nè. Anh cứ nói đi, em luôn lắng nghe mà. Bộ nãy giờ em không thấy nóng hả? Ơ, em tưởng là em ngồi cạnh anh nên là thân nhiệt tăng nhanh. Băng. Idol, chứ phải cái lò đâu. Em nghe người ta bảo là idol thì hot này hot nọ, không phải à? À, thì ra là người cũng như người, em bật máy lạnh nhá. Em nghĩ anh tính em đúng không? Để bật máy lạnh. Sao không có miếng gió nào ta? Anh có biết sửa không đấy? Đừng có biến lợn lành thành lợn què nữa nha. Em bớt xem thường người ta đi. Trời. Bao nhiêu lâu rồi em không vệ sinh máy lạnh vậy? Em nhìn nè, bụi nó không đóng thành lớp mà thành cục rồi đó. Thiếu điều mà dòng họ tổ tiên mấy con vi khuẩn nó sống mấy đời ở đây luôn rồi. Trời trời. Anh con đang quá không mày trời. Trời ơi. Lấy cho anh cái xô với cái khăn. Nhanh lên. Ơ, anh rửa mặt à? Khủng quá à. Nhanh lên. Rồi bây giờ em nhúng ướt cái khăn, rồi vắt khô, đưa cho anh lau sơ qua. Trời trời. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi người ta đang làm việc. Quả nhiên là không sai mà. Sao? Khoái tôi phải không? Ây da. Điên này. Đàng hoàng đi. Lỡ anh có bị gì một cái là chịu trách nhiệm cả đời ạ. Rồi, sơ vậy thôi. Ai mà cũng xài máy lạnh như em, chắc mấy ông thợ ông dạy nghề hết quá à. Ừ thì... Ui, ui, con rắn. Cái gì vậy? Cái gì? Đây. Đâu? Đây, đâm đi. Đây đây. Gì đâu? Bè chân anh. Gì? Có chữ, có chữ, có chữ. Dâm. Ai? Sợ dán nữa hả? Dán này mà sợ sợ. Mà ngực anh cứng quá. Anh còn nhiều cái cứng hơn vậy nữa. Em nào dẹp lép dán luôn kìa. Có con dán à. Sợ. Sống đạo chết queo nhỏ không chứ. Sao cuộc đời sinh ra em mà lại còn sinh ra cái loài gì mà vừa xấu, vừa bẩn, vừa hôi, còn vừa biết bay nữa. Cười gì mà cười? Em là trò cười cho anh đấy à? Ôi, xin lỗi. Làm căng vậy? Rồi anh sao? Anh có định về với ba mẹ không? Anh cũng không biết nữa. Nếu không thì em về chung với anh nhá. Sao? Kết mua đen tôi đúng không? Tỉnh lại đi. Em về với anh coi như là em đại diện cho fan của anh, tiếp cái động lực cho anh thôi. Hiểu chưa? Fighting. Không, vậy cũng được. Chị cuối tuần này đi về với anh nha.
Thôi, trời cũng hết mưa rồi. Anh đi về đây. Cũng biết đường về rồi đấy à? Ừ. Xong rồi. Cái đà này thì trời không đổ anh rồi em ơi. Không đổ cả em luôn anh ạ. À, cái gì? Dù em còn chỗ trống không? Cho anh ké tối nay nha. Mấy giờ rồi mà vẫn chưa thấy vác cái mặt đến đây nữa cơ. Ủa ơi, làm cái gì mà giật mình như thế Mai vậy? Anh đứng đằng sau lưng em làm như thế em không sợ mới là chuyện lạ đấy. May cho anh là em có một trái tim vàng son. Không mà có chuyện gì ấy thì anh nuôi em cả đời. Nuôi em á hả? Chuyện nhỏ. Nuôi không thịt cái gì? Nhìn cái mặt anh là em biết là muốn thịt em rồi. Đồ điên. Em biết là thịt em thì cũng mệt đấy, nhưng mà làm sao mà phải thở ấy nhở? Thì sợ em chờ lâu. Anh chạy 1 phút 30 giây cái vèo tới nè. Ngại quá. Nhưng em vẫn phải chờ anh đấy thôi. Ra bến xe thôi. Vali cứ để em xách cho. Anh cứ chuẩn bị võ trang đầy đủ đi nhá. Ê, chờ xíu. Xe công ty tới bây giờ. Sao không nói từ đầu? Nhưng mẹ uống thuốc say xe chưa? Đi tàu, đi thuyền, đi máy bay em còn chả say. Theo anh, đi xe có là gì? Ừ. Ủa, hồi nãy có người nói á là không say xe mà. Nè, uống đi. Anh uống nào ấy? Mua từ nãy giờ rồi. Tại vì anh biết chắc chắn sẽ có người say xe mà. Cảm ơn. Suốt ngày trong tiệm có bây giờ ra ngoài đâu. Nè, uống xong đi rồi ngủ. Cho nên kêu dậy cho. Tiếp đi. Làm gì vậy? Thôi, không cần đâu. Bây giờ không giữa đúng không? Bây giờ không giữa thì tôi giữa. Ơ, cái anh này. Nói nhiều quá. Tôi đưa ông đi khám lại nha. Đi khám hoài mà có hết đâu. Cứ nói vậy không à. Nè, uống miếng nước đi. Bà làm như là đang trông ai vậy đó hả? Đâu có đâu, tôi có trông ai đâu. Bà đừng có trông nó. Nó không có về nữa đâu mà trông. Nói cái gì vậy? Nó cũng là con của ông mà. Tôi không có thằng con bất hiếu như nó. Bà đừng có nhắc nó trước mặt tôi. Ơ, anh đi đâu đấy? Sao mà nhà? Đi ra Sài Gòn. Anh bị điên à? Em đã về tận đây với anh rồi. Anh không vào đúng không? Thì để em vào. Ê, ê. Anh đổi ý rồi. Đi về Sài Gòn đi. Không được. Bố anh đang bệnh. Anh phải làm cho chữ hiếu của mình nữa chứ. Thôi, được rồi. Bệnh mà ham la lớn lắm á.
ho nữa rồi, thấy chưa? Tốt nhất á, từ bây giờ trở đi bà đừng bao giờ nhắc tới thằng trời đánh đó, bà hiểu chưa hả? Cứ khư khư giữ cái tư tưởng cũ kỹ đó hoài để làm gì? Ông không thấy á, là con mình nó cũng thành công, còn có fan, có tiền nữa sao? Thôi đi, đi đi đi. Bỏ ra, giỏi thì đi thêm bước nữa đi. Đàn ông con trai gì mà yếu đuối. Nè, anh không có yếu đuối nha. Có chuông, thôi để tôi ra coi là ai nha. Chào bác. Ủa, cậu tìm ai? Dạ, thưa mẹ con mới về. Ủa, Nam, con về rồi hả? Đi vô đây, đi vô đây. Trời ơi, ba con hả? Chờ con nhiều lắm luôn á. Đi 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 vô nhà đi con. Bác có thể chào ạ. Ủa, con là... Cháu là Dương, bạn của anh Nam ạ. Mình ba thế nào vậy? Anh lớn hơn em mà, không hả? Hai đứa vô nhà đi. Dạ, đi vô nha mẹ. Mày cũng còn biết đường về nhà sao? Tao tưởng mày đi luôn rồi chứ. Trời ơi, con nó mới về mà, ông nói gì vậy? Ba, mày còn biết tao là ba của mày hả? Phúc phần cho tao quá ha. Đang chưa cho ho nữa rồi thấy không? Ba mới về. Để con thấy mấy cái chuyện không vui này, bác thấy ngại quá. Dạ không sao đâu ạ. Con là bạn của thằng Nam hả? Bác giận nó nên bác mới nói vậy thôi. Con cứ tự nhiên. Chào cảm ơn bác. À, con có thể ở chung phòng với thằng Nam được không? Dạ, con dễ sống lắm. Sống ở đâu cũng được. Con xin phép ạ. Cốc, cốc, cốc. Vô vô đi. Mất cửa gì nữa. Dù sao thì em vẫn là khách mà. Em đâu có dám manh động đâu. Thì anh đã bình tĩnh chưa? Anh lúc nào chẳng bình tĩnh. Chuyện đâu rồi còn có đó. Cứ từ từ thì khoai nó mới nhừ chứ. Ba anh cương thì anh phải nhu. Thế thì mọi chuyện nó mới êm xuôi. Ba anh trước giờ không vậy hả? Có chịu nghe anh nói đâu. Anh đã dùng suốt 4 năm để chứng minh cho ba anh thấy. Rốt cuộc một lần nhìn nhận cũng không có nữa. Rồi sao? Đi xa vậy mệt không? Hay tắm đi rồi ngủ cho ngon. Thì để anh thay đồ giùm cho. Thôi, anh đi mà đi tắm trước đi chứ. Để mình tắm chung đi. Thôi 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 thôi. Em đi tắm trước. Đấy. Tắm gì đấy? Bỏ ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bỏ ra. Chính rồi. Bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ ra. Ừ. Nếu là như mà chúng ta còn nguyên ông ta. Đừng có đùa cái đấy. Sắp. Trở về lúc xưa khi ta cùng nghỉ dưới mưa, anh sẽ hét lên.